Kênh Bonsai TV đến nhà em Linh Đồ Thờ chia sẻ vườn cây của em tới quý vị và các bạn. Những cái tác phẩm đa số trong vườn nhà em thì là những cái tác phẩm xanh cổ. Ban đầu tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cây xanh cổ trên một cái chậu rất là đẹp. Đây là cái chậu đắp mới rất là công phu tỉ mỉ. Tác phẩm xanh cổ là em Thuận mới làm rằng giờ này có món là cà phê trứng nữa cơ. Cà phê gì có ấy. Cái được bông răm là được em Thuận làm khá là kỹ quý vị. Nhân lỗ thì đi chứ nhân. Đặc biệt cây rất thẳng. Cây giao lưu với anh Linh tưởng thẳng để anh Linh để chúng ta cùng làm chơi không? Đây. Tụi dậy để dịch này dễ mua bây giờ. Cứ để cho hết dịch nó mua. Nghe ngóng xem nào chết. Xem có qua khỏi được không? Chứ mà nó đến lúc đấy mà qua được thì sợ đến thì nóng như là dễ lấy. Tay. Trong miền Nam nhỉ? Nó nói, nó không nói đấy mà nó nói ý. Mọi người ơi, nguy lắm. Cái số này. Mấy bọn phản động nó làm mấy cái loại báo nha. Lá cải chúng nghe làm cái gì? Nó đưa lên báo là cải xong. Chiếc xe đây là nó nhiều quan tài đúng. Mỗi xe 4-5 quan tài thật. Nó đưa cái phát nó lên được con tư tạng. Không chết thật đấy. Chứ mình sống mình cứ ấy là được. Đứng lạc quan đấy. Không phải lạc quan, mình sống mình có trách nhiệm xã hội ấy. Mình không được đi lang thang đi khi có bẩn thì. Bây giờ đến bản thân anh em mình thấy mình đến rốt cả tháng nay. Hơn tháng nay mình không về. Mình chỉ ở một chỗ thôi. Còn mình mà lại cứ bảo lạc quan lên, mình đi nhạc nhạc lên mình cả nước kiểu đó. Đẹp quá chú nhỉ. Trên lý phết ấy. Con này cho ăn xong nó nở. Ui nhân cái lở là đẹp. Giờ mà ở vườn chú Nhân giờ nó đang lở hết. Sướng mà chết. Thuận về nhìn thì cái khác nhiều lắm. Thuận. Vâng, quý vị các bạn cùng ngắm thuộc những lắm. Cái tác phẩm xanh cổ tại nhà vườn em Linh Đồ Thờ. Những tác phẩm này thì đã được xuống lá để em Thuận làm dăm này quý vị. Những tác phẩm già khô. Chốc còn về chợ rồi, nụ mày gọi khói đá bắt đầu không mua trứng. Nhưng mà chú không có vợ bé ở ngoài. Không để... Chú gương mẫu lắm đúng không? Gương mẫu lắm, không để gây thương tích gì cả. Gây thương tích thì chết. Cây có cái bẹ rất là đẹp vị, đặc biệt là rất là già, già kinh khủng. Cây đấy là cây hoàn thiện đấy, hôm cắt là quay lên phây đấy. Đấy, hôm phát trực tiếp đấy. Đấy, nhìn trông kinh khủng, xót xa, quả đặc cưa. Cũng có khác gì mấy con của mình đâu, con bổ cạp như thế. Cắt trụ mấy loét. Anh Vũ mới quay ở chỗ nào có một cái cây xanh nhiều thân đấy, đẹp phết nhở. Mới quay anh Vũ làm gì có cây nào mà à chỉ có ở chỗ của em thôi chứ có cây nào nữa. Đợt vừa rồi anh có đi đâu quay đâu? Cũng ít đi quay kìa. Mấy hôm rồi nó cũng bận quá, việc nó bận quá. Đâu quá. Toàn là sướng.
À, sườn. Anh phải quay như này, anh cho những lúc đấy phải chịu khó xem. Quay này vẫn mở. Xem cái video của anh mà. Em nước ngoài nó chỉnh sửa cây, cả nó quay cây lên. Ví dụ anh em nước ngoài kiểu người ta khi người ta chỉnh sửa xong tác phẩm người đưa lên cái bàn quay, người ta quay người ta chỉnh thì anh nhìn đấy, còn đến lúc mình dựa vào đấy mình học cách quay. Thì nó anh phải học cách nói ra để như kiểu và Giang phát là xin chào bà con, mình là ruồi mình sinh ra và lớn lên từ đâu. Nó cứ phải từ từ. Vâng thân. Nói vô tư như em là mình sướng. Mình là người nông dân thuần túy. Mình là người nông dân thuần túy. Quý vị và các bạn thì đây là một cái tác phẩm xanh cổ hoàn thiện. À, vừa rồi là em Thuận đã xuống đao quý vị. Hạ thủ bây giờ thành một cái cốt quý như này. Con này sau quý. Thần nó liền lạc nhỉ. Trọng đất sâu này ăn thoải mái. Mình là người một người lâm dân thuần thủy. Này giờ cho ăn vào là nó nở kinh lắm. Khổ đét. Thỉnh thoảng làm tí nhân lập cái ca đấy. Rắc chung quanh. Cho nó từ mỗi khi tưới là nó cứ tỏa dần tỏa dần. Ngấm xuống hả? Nó ngấm. Cái thằng năm 13 thôi. Cứ cần dùng mà. Phải đắt tiền lắm. Bằng mặt thì cả. Hôm nay chứ còn hôm qua cũng vẫn oi khó chịu. Chạy cứ sợ lặng nghe mình làm mình ra sợ. Mình hôm trước cứ thấy quay lên bảo là bắc giáp thế này thì cũng Thuận yên tâm rồi. Đi làm mình phải đi cỡ anh hùng náo động ấy. Chiến binh vua bọ cạp ấy hả? Mạnh mẽ. Sọ dừa cũng được. Tốt nhất là mình vâng, trước ông kính của tôi là em Thuận đang sửa một cây cổ. Thuận đây, chào khán giả đi Thuận ơi. Em chào mọi người nhá. Vâng, chúc cả nhà luôn sức khỏe nhá, an vui nhá. Và một cái tác phẩm xanh cổ rất là đẹp này. Rất may cho anh em Thái Bình đợt vừa rồi là dịch, cho nên là em Thuận ở đây làm đẹp cho khá nhiều nhà vườn. Lấy đâu ra mà khá nhiều anh. Cho nên là nói được có 1-2 nhà vườn vãi ăn chưa xong. Dù sao thì cái quãng thời gian này cũng như vườn nhà anh Thinh thì cũng mất khoảng hơn 1 tháng. Thì bây giờ cũng rất là sạch đẹp rồi. Bây giờ em Thuận đang làm cho em Linh đồ thờ này. Chắc cũng phải cỡ nửa tháng đấy Thuận nhỉ. Lấy Linh á. Cho cơ bản là nó lâu bị mất mấy cơ hoàn thiện. Những cái cây hoàn thiện thì thường là mất đâu mấy ngày một cây vậy. Các bạn những làm răm nó lâu luôn. Bỏ, mình làm, mình nọc, mình nhặt nữa. Nó lâu. Mình chủ yếu là cái lâu của mình là mình vào dây. Còn như các cái cây như thế này thì mình cũng vào dây mấy ngày. Anh Linh cũng bắt đầu đấy. Đâu đấy anh ạ. Thì thôi, cũng nhân tiện cái đợt dịch này thì ta cũng làm đẹp cho anh em Thái Bình tí cho cây, làng cây nó khí thế này. Vâng, nghề của em. Cái này là nghề của em. Cây này dáng nó đẹp nhỉ. Trông nhìn thích vậy anh nhỉ? Vâng, trông nó đẹp. Cây rất là già quý vị ạ. Cây được ôm vào một cái bẻ khánh. Trong quan ngoài quách. Đấy. Bộ đế khá là đẹp. Thì đúng là nó là trong quan ngoài quách mà để anh. Mai gọi là cây Covid. Có cái thần chạy rất là gắt này quý vị. Giáng thân cuồng phong này. Giáng cổ. Tay thì đúng là tay làm theo lối cổ rồi quý vị, dạng tay lân.
công ty vẫn phát triển đều cho anh. Nói chung là Covid đâm ra là mọi cái đều kém mà. Bế tắc à? Bế tắc lắm. Tê liệt. Bà con, à mọi người, chú quên mất. Mọi người nhớ ủng hộ anh Vũ nhá. Mọi người đăng ký anh ủng hộ. Anh có động lực anh đi ra ngoài anh thì làm video để chia sẻ cho mọi gửi tới bà con nhá. Cũng rất là cảm ơn Thuận đã kêu gọi bà con ủng hộ cho kênh. Thì hy vọng là bà con đăng ký, like và chia sẻ để kênh đến với mọi người. Vũ anh có động lực anh đi ra ngoài anh tìm những cái mới mẻ chia sẻ với mọi người. Anh nhỉ? Đúng rồi. Mọi cái thì nói chung là mỗi người có một cái niềm vui, cái niềm đam mê, nhưng bên cạnh đó nó cũng phải có sự ủng hộ. Ủng hộ mọi người. Của mọi người thì những cái niềm vui, những niềm đam mê nó mới đi được dậy. Tới bến được. Nó mới đem lại được những cái thành quả cũng như cái ý thức phim hay được gửi đến quý vị và các bạn. Cũng rất là mong cái sự đóng góp ý kiến để xây dựng kênh tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh suốt thời gian qua. Quay mặt kéo này cho mọi người. Đấy. Đưa mặt kéo này. Công nhận là cây này nó lên hình cũng đẹp thật, cái form của nó nhìn nó sang đấy. Nhìn rất là thanh thoát. Vâng, tiếp đến tôi chia sẻ với quý vị các bạn là một tác phẩm hoàn thiện. Chơi hay phết anh nhỉ? Đây, cái này hay. Bên cạnh đấy thì cũng còn là một số tác phẩm mà chưa được chỉnh sửa vậy. Ông ơi yêu quần đen, ông nói ông đam mê âm nhạc. Ông đam mê âm nhạc, sao trăng trời quang cao. Ông chưa nhận thế, ông nói ông đủ. Nên người ta gọi ra loài vàng. Với ông chăm sóc cho sống lên, cứ là một tác phẩm xanh nhạc trực cổ vậy. Nghe cái con nghe nó lão lòng kìa. Cái cây trực cổ này giống cái cây của anh Vân Cám lần trước vớt ở nhà anh Thinh nhỉ. Cái con đấy nó to hơn con này đúng không? Mai cũng hết. Cây trực này có xu hướng hạ đấy à? Cải tổ à? Cái này có cái bộ bệ đấy à? Thân thì rất là già vậy.
con kia có thể thu được nhiều dữ liệu như này. Cây rất là giả vậy. Khách là thượng đế. Còn tiếp đến là chia sẻ với quý vị các bạn là một phôi nữa. Giả chun chun là gì? Giả chuyển hết màu đỏ. Cô này là rất là nhiều lu cám này cái gì? Lóng vào lóng chân à? Phôi này nằm ở sông Thụ. À, phía bên này còn là tác phẩm Si. Si anh Thinh cũng mới mua lại, giao lưu lại của anh Minh Đồ Thờ hôm qua thì tác phẩm Xanh Cổ Trực Liên Chi. Cây có ôm một cái chậu như vậy. Rất là già. Vâng, vừa qua tôi đã quay một số cái tác phẩm mà em Thuận đã sửa trong vườn, ở trong vườn nhà em Lính Đồ Thờ. Còn rất là nhiều những tác phẩm cũng như là phôi chưa được sửa, nên tôi sẽ lướt qua một vòng nữa để gửi tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn video gần nhất. Tôi sẽ quay em Thuận tác nghiệp tại vườn em Linh Đồ Thờ. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.